Công chúa Mako cưới bạn trai thường dân, những điều ít biết, công chúa Mako của Nhật Bản đã kết hôn với người yêu thời đại học Kay Komuro vào thứ ba, ngày 26 tháng 10 năm 2021. Công chúa Mako và hôn phu Kay Komuro đều 30 tuổi, sẽ chuyển đến New York sinh sống sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Một số thông tin cho biết Mako sẽ ở lại Tokyo để xin hộ chiếu trước khi theo chồng qua Mỹ sinh sống. Hãng thông tấn Reuters vừa có bài viết hé lộ một số sự thật về Mako và cây Komuro mà ít người biết, công chúa Mako là ai? Mako sinh ngày 23 tháng 10 năm 1991, là con đầu lòng của em trai hoàng đế hiện tại. Hoàng tử Akishino và vợ, công chúa Kiko, những người yêu nhau thời đại học, giống như Mako và Komuro, sự ra đời của cháu gái đầu lòng của hoàng gia Nhật đã được chào đón mặc dù theo luật, Mako không thể thừa kế ngai vàng. Điều này bao gồm việc người cha tự hào nói với các phóng viên sau khi ngắm con gái mới sinh của mình, con bé thật dễ thương. Con bé trông giống tôi. Theo truyền thống hoàng gia mà cô ban đầu theo học tại trường Gakushin ưu tú cho đến hết trung học. Cô đã phá vỡ phong tục bằng cách không tiếp tục học đại học tại trường, thay vào đó chọn theo học đại học cơ đốc giáo quốc tế Tokyo. Cô tốt nghiệp năm 2014 với bằng nghiên cứu văn hóa và nghệ thuật đã có một năm ở nước ngoài tại Đại học Edinburgh. Sau đó, cô lấy bằng thạc sĩ về nghiên cứu bảo tàng nghệ thuật và phòng trưng bày mà cô được đánh giá là một trong những nàng công chúa tài sắc vẹn toàn của hoàng gia Nhật Bản, được nhiều bạn trẻ ở Nhật ngưỡng mộ. Mà cô gặp Komuro lần đầu tiên tại một cuộc họp của các sinh viên dự định ra nước ngoài vào năm 2012. Cây Komuro, hôn phu của Mako là người thế nào? Komuro được nuôi dưỡng bởi một người mẹ đơn thân, tháng ngày anh học tập tại nhà trường được cha chu cấp. Có thời điểm cây Komuro kiếm được một số tiền nhờ làm công việc quảng bá du lịch gần Tokyo, rắc rối vài tháng sau khi anh và Mako tuyên bố đính hôn vào năm 2017, khi các tờ báo lá cải đưa tin về tranh chấp tài chính giữa mẹ của Komuro và chồng cũ, bởi ông ta tuyên bố vợ và con trai đã không trả được khoản nợ khoảng 35.000 đô la Mỹ, Komuro sau đó nói rằng số tiền này là một món quà, không phải một khoản vay. Nhưng vào năm 2021, anh đã nộp một bản giải trình dài 24 trang, trong đó cho biết sẽ thanh toán một khoản tiền vào tháng 9 năm 2018. Komuro theo học tại Đại học Fordham của New York và không trở lại cho đến tháng 9 năm nay, sau khi tốt nghiệp trường luật và bắt đầu làm việc tại một công ty luật ở New York. Komuro đã tham gia kỳ thi vào tháng 7, kết quả sẽ được thông báo vào tháng 12 năm 2021 khi trở lại Nhật Bản. Komuro ăn mặc giản dị và để tóc dài cột đuôi ngựa, gây ra sự chú ý của giới truyền thông và nhiều người nhìn vào không ưa, nhưng vào sáng ngày 26 tháng 10, Komuro đã thay đổi hoàn toàn về ngoại hình khi đã cắt tóc đuôi ngựa. Đồng thời mặc bộ công lê và cà vạt sẫm màu để đón cô dâu của mình. Khuôn mặt Komuro được che bằng một chiếc khẩu trang bởi đại dịch Covid-19 tại Nhật Bản, nhưng hôn phu của Mako trông rất vui vẻ và thường xuyên cho thấy nụ cười trên môi thông qua đôi mắt mong muốn có một cuộc sống yên bình, không so sánh với bất cứ ai, và Phan tìm đưa tin, trong một cuộc họp báo, cặp đôi mới cưới 30 tuổi xuất hiện chung tại một khách sạn ở Tokyo để thông báo về việc kết hôn của họ. Sau khi chính thức đăng ký kết hôn tại một khu đô thị vào sáng ngày 26 tháng 10, Mako, cháu gái của hoàng đế Naruhito, trở thành Mako Komuro, rời gia đình hoàng gia để bắt đầu cuộc sống mới ở New York. Cây là một người rất quan trọng và quý giá đối với tôi. Kết hôn là sự lựa chọn chuẩn xác mà cô mặc một chiếc váy màu xanh lá cây nhạt và đính ngọc trai, nói trong cuộc họp báo. Vị hôn phu cũng đã nói, "Tôi yêu Marco. Tôi muốn dành cả cuộc đời mình, điều mà tôi chỉ có thể sống một lần, ở bên người tôi yêu." Cả hai bắt đầu bài phát biểu của mình với vẻ mặt hơi lo lắng, nhưng khi vài phút trôi qua, họ dần dần thoải mái thể hiện qua những nụ cười, ánh mắt cho thấy sự yên tâm mà mỗi người đã tìm thấy từ người kia. Với cuộc tranh cãi kéo dài và không bao giờ được giải quyết triệt để trong suy nghĩ của nhiều người Nhật. Marco đã từ chối nhận khoản hồi môn theo truyền thống một lần lên tới khoảng 150 triệu yên cấp cho các thành viên nữ của hoàng tộc khi họ rời đi. Hai người gặp nhau khi học cùng nhau tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở thành phố Mitaka của Tokyo. Nhưng trong bối cảnh gia đình đang điên cuồng vì những rắc rối tiền bạc, cuộc hôn nhân của họ đột ngột bị hoãn lại vào tháng 2 năm 2018 tôi nhận ra rằng có những người có quan điểm tiêu cực về cuộc hôn nhân này vì nhiều lý do khác nhau, mà cô chia sẻ, nhưng chúng tôi cùng nghĩ rằng mình đã tìm được người bạn đời quý giá. Có thể phụ thuộc vào nhau cả lúc hạnh phúc và bất hạnh, đầu năm nay, cô Muro đã tốt nghiệp với bằng tiến sĩ luật tại trường luật của Đại học Fordham. Sau khi tham dự kỳ thi luật sư bang New York vào tháng 7, anh đã bắt đầu làm việc tại một công ty luật địa phương. Tùy thuộc vào kết quả của kỳ thi, dự kiến sẽ được công bố vào khoảng giữa tháng 12 năm 2021, anh có thể chính thức được đề bạc lên vị trí luật sư. Việc chuyển đến Mỹ của họ đã thu hút dư luận và bị so sánh với hoàng tử Harry của anh và vợ, Meghan Markle, nhưng Marco cho biết cô không có bất kỳ suy nghĩ cụ thể nào về việc bị so sánh với Markle và cũng không có ý định trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào với giới truyền thông về cuộc sống cá nhân trong tương lai những gì tôi muốn chỉ là có một cuộc sống yên bình trong môi trường mới của tôi mà cô trải lòng